Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đam mê và yêu thích mai vàng trên khắp mọi miền tổ quốc. Thì đầu clip em cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Thì hiện tại bây giờ lúc này tình hình dịch bệnh cũng đang rất là phức tạp trên khắp mọi nơi, cho nên cô chú anh chị mình cũng chú trọng tới sức khỏe. Nếu không có vấn đề gì cần thiết thì mình cũng nên hạn chế tới chỗ đông người để bảo đảm an toàn. Thì hôm nay em làm cái clip ngắn này cũng đưa đến cô chú anh chị và các bạn là để điều chỉnh cái phân cho cây mai trong cái thời điểm tới hiện tại bây giờ mà vẫn chưa có nụ, vẫn đi đọt, cây mai vẫn sung đi đọt non mà không làm nụ. Thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái biện pháp để mình khắc phục, mình làm cho nó thêm nụ. Hiện nay là cũng bước qua rằm trung thu rồi thì cũng còn còn kịp, nói chung là còn kịp, chưa đến nỗi trễ lắm. Nhưng mà nếu mà cây mai tới hiện tại giờ mà đi đọt non mạnh mà nó chưa có đóng được nụ gì hết á thì bây giờ mình làm, nhưng nó sẽ không bằng những cây mai khác. Cây mai nó đã có nụ, những cây mai mà nó đã đóng nụ rồi thì Tết nó sẽ được đẹp hơn. Còn bây giờ mình làm thì nói chung là Tết nó sẽ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có hơn không. Đó. Đây, và tới hiện tại bây giờ mà cây mai nó vẫn cứ đi đọt non như vậy nè, nhưng mà nó không có nụ. Còn như cây này của em là nó đi đọt, nó vẫn có đọt, đi đọt non nhưng mà nó đã đóng nụ hết rồi. Đó. Tại vì cái vườn mai của em là toàn bộ là mai mai rin, mai nguyên thủy, mai dảo rin, dảo rin, không có ghép hay là gì hết, toàn bộ là mai rin. Đó. Em là chỉ có một loại, một là dảo Thủ Đức rin, không ghép tháp ghép gì hết. Bông thì vườn mai của em là bông thì em tuyển chọn rồi, ít nhất là 7 cánh, còn đa phần là từ 9-10 cánh cho lên, 9-10 cánh cho tới 12 cánh, còn ít nhất là 7 cánh nhưng mà bông bự. Tại vì những mặt bông em đã tuyển lựa để đem về vườn lên chậu rồi, cho nên là bông khá là đẹp. Dảo Thủ Đức thì nó nổi tiếng trên khắp mọi miền đất nước rồi. Đó. Đó thì thôi, bây giờ em vô vấn đề chính là cây mai mà hiện tại giờ đang đi đọt không có nụ. Cô chú anh chị mình nhìn kỹ cho em, thì mình sử mình là cái biện pháp nó làm cho nó ngưng phát triển lại, lá nó để nó lá nó già, để cho nó nảy cái mầm nụ lên, thì chúng ta sẽ sử dụng là bấm chặn đọt hết, không cho đi đọt nữa, bấm hết, bấm chặn hết cái đọt non lại. Đó. Bấm chặn hết đọt non. Đây, như vậy. Mình bấm bỏ hết cái đọt non để không cho nó đi đọt nữa. Và đồng thời chúng ta sẽ sử dụng cái súp ba lân á. Nó ra tiệm á. Cô chú anh chị mình ra tiệm mình nói là súp ba lân. Đây. Nó y như xi măng á,
là cái này nó chỉ có lân không thôi. Nhìn nó cái bột nó màu nâu, nó màu xám xám đen, nó y như là xi măng luôn, không khác xi măng chút nào đó. Nó là súp ba lân, thấy không? Cái bột nó màu xám đen á, giống y hệt xi măng. Đừng có lấy xi măng mà tưới nha, giống xi măng chứ không phải xi măng đâu. Đừng ra lấy xi măng tưới rồi chết luôn á. Hai cô chú anh chị mình nhìn cho em ha, giống y như xi măng, đó là súp ba lân. Thì sau khi mình chặn đọt, mình bấm chặn hết những cái đọt non, thì chúng ta sẽ pha cái súp ba lân này 20g cho 10 lít nước. Thì cô chú anh chị mình á, đông cái liều lượng như trong cái hũ mà đây nè, mình mua ra ngoài tiệm á. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình có mua cái hũ N3M này nè, để mà mình có tưới cho mai á, thì trong cái hũ này nó sẽ có cái muỗng đây. Thì cái muỗng này là 15g, muỗng này là 15g, thấy không? Thì chúng ta sử dụng là 20g, thì nó khoảng hơn một muỗng này nè. Chúng ta pha cho 10 lít nước, chúng ta tưới cho vô xung quanh cái chậu mai á, tưới ướt hết luôn. 20g cho 10 lít nước. Hoặc là ta sử dụng không có cái muỗng này, thì chúng ta lấy cái muỗng mà uống cà phê đá, cái muỗng mà cán nó dài dài nhỏ nhỏ mà hay uống cà phê đá đó, thì chúng ta múc hơn ba muỗng. Nó là ba muỗng mà nó không phải là múc dung lên luôn nha, ba muỗng mà khoảng cỡ tầm ba muỗng rưỡi á, ba muỗng rưỡi là nó được 20g đó. Còn nếu mà cô chú anh chị mình múc đầy á, thì ba muỗng là 20g. Chúng ta pha cho 10 lít nước và chúng ta tưới xung quanh chậu cho nó ướt hết luôn. Cái chậu mà như chậu này là chậu 6 tấc vậy nè, thì chúng ta tưới nó cái ca mà múc nước nó chúng ta tưới khoảng 3 ca, hơn 3 ca cho nó ướt đẫm hết luôn đó. Rồi đồng thời là chúng ta sẽ bổ sung phun lên trên tàn lá. Thì bây giờ nó dịch bệnh rồi, đi lại mua phân mua dụng đồ cũng khó khăn lắm. Rồi phân bón ở ngoài tiệm bây giờ nó cũng không có đầy đủ như bình thường, tại vì người ta không có nhập gì được. Cho nên ở cái chỗ mà cô chú anh chị mình thì có cái gì mình cứ sử dụng cái đó. Đó, miễn làm sao mà coi dùm mua là cái loại mà cái chỉ số lân ở giữa nó cao nhất là được rồi. Đó, thì như ở đây đó, thí dụ như là 15-30-15 nè ha, 15-30-15 đó, hoặc là 10-30-20, rồi 10-50-10, hoặc là 10-5-10-5-2-17, rồi 10-16-31-16. Nói chung là cứ có loại nào mình sử dụng là đó, miễn làm sao mà cái chỉ số ở giữa nó cao nhất là được đó. Thì cái đó là chúng ta sẽ bổ sung để chúng ta pha để cho phun lên tàn lá. Phun lên tàn lá 7 ngày một lần. Đó, thì là cái liều lượng của nó, phun lên tàn lá liều lượng của nó là 15g. Chúng ta pha cho 10 lít nước, tức là 1,5 g một lít á, 1,5 g một lít nước á, 15g
pha vô một lít nước, phun đều hết lên tàn lá đó, phun đều hết cho ướt hết. 7 ngày chúng ta phun một lần. Còn cái mà tưới gốc á là 10 ngày tưới một lần đó, cô chú anh chị mình chú ý ha, 10 ngày tưới một lần, còn phun lên tàn lá là 7 ngày chúng ta phun một lần. Chúng ta duy trì như vậy khoảng 4 lần đến 5 lần thì khi chúng ta thấy nụ cái nách lá mà nó nứt ra cái nụ kim rồi á, nứt ra nụ kim rồi nha, là chúng ta sẽ giảm lại nha. Đó, thay vì tưới gốc đang tưới 10 ngày một lần thì khi mà cái nách lá nó chuyển ra cái nụ kim rồi á thì chúng ta sẽ tăng lên là 15 ngày hoặc 20 ngày chúng ta tưới. À, hoặc là khi mà cái nách lá nó đã ra nụ kim á thì chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta tưới cái 20 15 cho nó đó, để nó bổ sung cái dinh dưỡng, nó làm nụ nhanh hơn, làm nụ nhanh lớn lên. Chú anh chị mình nhớ đó là chúng ta sẽ sử dụng là, hoặc là cô chú anh chị ở mình mua cái súp bê lăng không được ha, mình mua cái đâu rồi, cái súp bê lăng, nếu mà mình mua cái súp bê lăng này không có không được thì chúng ta sử dụng cái 15 30 15, chúng ta vừa tưới gốc mà vừa phun lá luôn. Thì tưới gốc là 20g cho 10 lít nước. Tưới đậm ở dưới gốc 10 ngày một lần. Còn phun lên lá thì 1,5g cho 1 lít nước. 1,5g cho 1 lít nước. 7 ngày phun một lần. À, 15 30 15 hoặc là 10 50 10 10 55 10, đó, hoặc là 10 60 10, đó là dành áp dụng cho những cây mà hiện tại bây giờ vẫn đi đọt non mà không có nụ, cô chú anh chị nhớ. Chứ còn những cây mà đã có nụ rồi là không sử dụng nha. Cái clip này là em chỉ làm, thì bữa rồi là có một số anh chị là có hỏi em là cái cây mà bây giờ vẫn đi đọt mà không có nụ thì làm sao. Đó là cái clip này em chỉ chia sẻ riêng cho những cái cây mà đang đi đọt non mà không ra nụ đó, chứ không áp dụng cho những cây đã có nụ đó. Những cây đã có nụ thì những cái clip trước em đã chia sẻ rồi đó. Còn những cây mà nụ mình đã phát triển bình thường thì mình cứ dùng cái 20 20 15 này, mình pha nước, mình tưới để cho nó bổ sung, cái tưới vô gốc để bổ sung dinh dưỡng. Mình pha ví dụ như nụ mà đã lớn rồi á, nụ đã lớn tròn rồi á thì chúng ta sử dụng là khoảng 15g pha cho 20 lít nước, 15 đến 20g á pha cho 20 lít nước, cái liều lỏng thôi, để mình tưới để mình bổ sung cái dinh dưỡng cho nó vừa nuôi nụ vừa nuôi lá, nó giữ bộ lá thôi, chứ không nên sử dụng liều cao sẽ làm cho cái dinh dưỡng nó mạnh, là cái cây mai, cái nụ mai nó sẽ nhanh lớn và nó có khả năng là nó sẽ nở sớm. Cô chú anh chị nhớ giùm em ha. Và cái thứ hai là nước tưới. Quan trọng nhất là phải thời điểm này là cái nước tưới là phải quan trọng nhất. Phải chú trọng đến cái nước tưới. Từ nay cho tới cuối năm là cây mai không thể thiếu nước, nhưng mà cũng không thể nào dư nước nha. Mình trời lúc này mưa gió liên tục. Cho nên cô chú anh chị mình phải chú ý thường, để ý cái chậu mai của mình xem nó có bị úng nước hay không. Nó có thoát nước được hay không.
chứ nếu mà nó thiếu nước á thì nó dẫn đến là sẽ héo và rụng lá khi mà nó thiếu nước á. Rồi chúng ta tưới vô nó sẽ đột ngột, nó sẽ làm cho cây mai rụng lá và những cái nụ nó sẽ rất nhanh bự và nó sẽ nở. Còn á mà bị úng nước thì cây mai nó vàng lá và dẫn đến có nếu mà úng trong cái thời gian mà hơi dài á là dẫn đến cây mai chết luôn á. Úng nước nó nguy hiểm, thiếu nước thì nó không chết nhưng mà nó làm cho cây mai nở sớm thôi, nhưng mà úng nước là chết á, chết cây á. Còn đối với những cái cây mà trong cái thời điểm này á, lúc mưa lúc nắng thì nó sẽ có cái hiện tượng là nhảy bông gió, nở bông gió, thì cái đó không sao cô chú chị, nó nở kệ nó, đừng có lặt, cứ để im vậy luôn cho thành trái thành hột gì đó kệ nó, đừng có lặt, mà lặt đi rồi là nó lại nở cái khác, bung cái khác á, đừng có lặt gì hết, cứ để im vậy đó. Thì bữa nay em chia sẻ với cô chú anh chị mình vậy đó. Thì cô chú anh chị mình cứ nhớ là chỗ mình có cái loại nào mình sử dụng cái loại đó, cứ ở cái chỉ số ở giữa cao nhất là được. 15-30-15 hoặc là 10-55-10, 10-50-10 hoặc 10-60-10. Còn không nữa thì không có nữa thì 6-30-30 đó là đạm nó ít nhất, 6-30-30 cứ như vậy mình làm thì cây mai nó sẽ đóng đủ thôi. Thì thời điểm này từ nay rồi, nay giữa tháng 8 rồi mà vẫn chưa có nụ thì bây giờ làm thì nó đóng nụ, thì nói chung là nó được phần nào thì được thôi, nó sẽ không được dày đặc như những cái cây đã đóng nụ trước. Thì clip hôm nay em cũng chia sẻ một vấn đề nhỏ vậy thôi. Thì trước khi kết thúc clip em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy em chia sẻ hay, bổ ích và nhiệt tình thì đừng quên cho em một like và bấm đăng ký kênh để nhận video tiếp theo. Video sau em sẽ chia sẻ về phòng nhện đỏ, phun phòng bệnh, nấm bệnh và sâu bệnh và phòng nhện đỏ trong cái thời điểm này cho tới cuối năm. Cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh để theo dõi. Em xin kết thúc clip. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị.